Để sở hữu một làn da căng bóng và ít khuyết điểm, nhiều chị em đã tìm đến phương pháp vi kim da mặt. Đây là một cách làm đẹp được thực hiện ở nhiều các cơ sở thẩm mỹ viện, spa. Tuy nhiên, có nhiều thắc mắc được nữ giới đặt ra về kỹ thuật này như vi kim da mặt là gì và có tốt không? 1. Vi kim da mặt là gì? Vi kim da mặt là một thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn tối thiểu được sử dụng để điều trị các vấn đề về da thông qua sản xuất collagen. Phương pháp này còn được gọi là liệu pháp cảm ứng collagen giúp điều trị sẹo mụn và vết sạn da. Vi kim da mặt được thực hiện bằng cách sử dụng các kim nhỏ đã được khử trùng chích vào da. Các vết thương nhỏ này sẽ kích thích cơ thể tạo ra nhiều collagen và elastin hơn. Vi kim da mặt có tốt không? Vi kim da mặt được áp dụng nhằm điều trị các vấn đề về da như sẹo mụn, vết đồi mùi, đường nhăn và nếp nhăn, lỗ chân lông to, người có độ đàn hồi của da không tốt, màu da không đồng đều. Ngoài các vấn đề về da mặt, phương pháp này đôi khi cũng được sử dụng để điều trị các vết rạn da ở những vùng khác trên cơ thể như vết rạn trên đùi, vùng bụng. Tuy nhiên, vi kim da mặt vẫn chủ yếu sử dụng trên mặt. Rủi ro khi vi kim da mặt được coi là an toàn với người thực hiện. Nhưng giống như bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào, phương pháp này có thể xảy ra một số rủi ro nhất định. Cụ thể, bạn có thể có phản ứng dị ứng với kem dưỡng da hoặc serum trên da. Vết thương có thể bị nhiễm trùng nếu bạn không giữ vệ sinh sạch sẽ cho da. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé! Thank you.